Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với thư viện lập trình trong cái chủ đề Adobe After Effects. Đây là cái video thứ hai trong loạt video giới thiệu Adobe After Effects cho người mới học. Thì trong cái nội dung của cái video số 2 này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái cách để thêm vào các cái hiệu ứng cho cái đối tượng của chúng ta. Thì đây là cái kết quả mà lần trước chúng ta thực hiện, chúng ta không có thực hiện gì hết. Lần trước tôi chủ yếu giới thiệu với các bạn các cái thành phần hoạt động ở trên đây như thế nào và cái cách để thao tác với nó. Thì ở đây tôi có một cái item ở trong cái composition này rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái item này để hướng dẫn cho các bạn cách để thêm hiệu ứng vào. Thì chúng ta có một số cái cách để thêm hiệu ứng như sau. Cách thứ nhất là các bạn chọn cái item cần thêm hiệu ứng. Sau đó các bạn lên cái menu effect. Trong cái menu effect này á, nó chia ra làm nhiều nhóm hiệu ứng khác nhau. Thì mỗi một cái nó sẽ có một cái chức năng, một cái tính năng riêng. Các bạn có thể ngồi thử từng cái để các bạn biết được cái hiệu ứng đó như thế nào. Ở đây tôi sẽ lấy ra vài cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta cần một số cái hiệu ứng liên quan tới chỉnh màu. Chúng ta vào Color Correction. Tôi chọn Color Palette. Đây. Khi chúng ta chọn như vậy, nó sẽ add cái hiệu ứng này lên cái item này. Và chúng ta có được một cái panel khác mở ra, đó là cái Effect Control. Thì cái panel này nó sẽ chứa danh sách tất cả các cái hiệu ứng mà chúng ta đã chọn cho cái item này. Các bạn nhìn thấy kỹ nha, Effect Control cho cái video tắt nền Blur trong MP4 nó tương ứng với cái item này. Đấy, đấy. Thì đối với cái hiệu ứng Color Palette này á, thì nó chia ra làm 3 tông màu. Như các bạn nhìn thấy đây, đó là tông sơ đồ, tông middle với lại tông high. Đó là tông tối, tông giữa và tông sáng. Thì mỗi một cái tông như vậy chúng ta có 3 màu chủ đạo là màu xanh, màu đỏ với lại màu xanh da trời. Thì các bạn ở đây các bạn cứ việc kéo này thay đổi nó sẽ ra cái kết quả trên kia. Chúng ta sử dụng cái phương thức này trong trường hợp mà các bạn ghép. Trong cái video tới tôi sẽ nói về cái chuyện chúng ta tách nền ghép cảnh như thế nào. Thì cái Color Palette này sẽ có cái tác dụng là chúng ta sẽ chỉnh lại màu sắc cho nền và người nó hợp với nhau. Đây, như các bạn thấy là khi chúng ta di chuyển màu sắc cho nó thay đổi theo như thế này. Đấy. Thì, trong trong cái After Effect này á, một cái item của bạn có thể add rất là nhiều cái effect lên trên nó, rất là nhiều ứng lên và không hề làm thay đổi cái nội dung chính của cái nội dung gốc của cái video hay là cái hình ảnh này. Các bạn chú ý nha, nó chỉ là cái hiệu ứng thôi. Khi các bạn xóa cái hiệu ứng đi thì nó sẽ quay trở lại ban đầu, hoàn toàn không có thay đổi trực tiếp lên cái video gốc. Ở đây tôi sẽ cũng chọn cái item này, tôi add thêm một cái hiệu ứng khác. Tôi lấy ví dụ như có một cái hiệu ứng cũng khá khá là hay ở đây, là ví dụ như là cái bạn chờ tí, lúc nãy tôi thử tôi thấy nhưng bây giờ nó không còn thấy nữa. Đây, ví dụ như cái live training này, nó giống như một cái đấy, nó tạo ra một cái thứ giống như là cái tia sét vậy. Đấy, rồi tôi giả dụ như tôi chỉnh như thế này. Ok, và nếu chúng ta chưa có thay đổi thông số gì thêm cho nên chúng ta sẽ xem thử. Thì cái cách mà các bạn xem thử một cái video nó chạy như nào, các bạn cứ việc bấm phím backspace ô phím backspace chứ không phải backspace, cái phím khoảng trắng dài đây. Ok, thì các bạn chú ý là trong trường hợp các máy của bạn cấu hình mà nó không được tốt thì các bạn có thể chỉnh cái resolution của cái tab review control này nè. Đấy. Hoặc là cứ để auto luôn cho nó tự detect theo cái cấu hình tốt nhất của cái máy, nếu không các bạn sẽ nhìn thấy nó bị giật hoặc là không đẹp. Ok, đây. Cái cách hiệu ứng này là một trong những cái phương pháp mà tôi đã sử dụng để làm những cái hiệu ứng chưởng tia sét vân vân. Rồi, các bạn thấy đây là chúng ta đã có hai cái hiệu ứng áp dụng lên trên đây. Một cái hiệu ứng áp cho cái nguyên cái video này biến thành màu khá là xanh xanh và một cái tia sét. Và dĩ nhiên các bạn có thể ở đây nó có rất là nhiều cái thông số ở đây, các bạn có thể thay đổi nó và các bạn sẽ nhìn thấy nó. Đây, các bạn nhìn thấy này. Mỗi khi các bạn thay đổi đấy, nó sẽ bên đó nó thay đổi thôi. Thì các bạn có thể thử. Không mắc mắc gì, cứ thử thoải mái. Ok, đây là màu chính của tia sét. Ví dụ như tôi cũng chọn nó là màu màu trắng luôn, hoặc là màu ok màu trắng, và cái màu còn lại thì tôi chọn là màu vàng nhãn hàng. Ok, để xem coi sao.
Rồi, kiểu như vậy. Bây giờ tôi sẽ thử thêm một cái hiệu ứng nữa. General. Còn ví dụ như cái plant tree này, hay là cái hình ảnh chúng ta thêm vào một cái mặt trời. Những cái hiệu ứng này nó cũng cái tên này nó khá là quen thuộc khi nếu mà các bạn có sử dụng After Effects của không? Sử dụng Photoshop. Đấy, hoàn toàn rất là quen thuộc. Đây, ok. Rồi. Thì nội dung cái video này tới đây tôi xem như cũng đã hết. Thì các bạn cứ việc cố gắng thử thực hành, cố gắng thử thêm các hiệu ứng vào rồi xem cái kết quả hiển thị nó như thế nào để tự tự ghi nhớ cho bản thân, cứ làm đi làm lại những việc này. Và đối với cái chủ đề After Effects này tôi sẽ làm video khá là chậm, mỗi một cái video tôi sẽ dạy chi tiết một cái vấn đề một thôi để giúp các bạn hiểu rõ và sâu sắc hơn tới nó. Thì ở đây tôi quên nói với các bạn là cái panel mà After Effects ở Effect Control này, trong trường hợp mà các bạn đã đóng đi á, thì làm sao để mở biết xem được cái item này nó có ba những cái effect nào rồi. Thì ở đây các bạn nhìn thấy đây, chỗ này nó có một cái mũi tên nhỏ nhỏ này, bạn click lên đây. Thì mỗi tên này sẽ chứa những danh sách các cái thuộc tính, những cái effect hay là rất là nhiều thứ khác đã được add cho cái item này. Như bạn nhìn thấy đây, chúng ta add effect cho nên nó có thêm cái tab effect, và các bạn mở rộng ra các bạn sẽ nhìn thấy có ba cái effect như lúc nãy chúng ta đã add vào. Và các bạn có thể mở rộng ra thêm nữa để các bạn thay đổi giá trị trực tiếp lên trên đây. Đấy. Và để xóa bỏ một cái effect lên trên cái item thì các bạn cứ việc click lên cái effect đó rồi bấm delete trên bàn phím thôi. Như vậy là xong. Đấy, tương ứng từng cái như thế này. Đó, click lên thì là một delete trên bàn phím là xong. Cái thứ hai là trong trường hợp mà các bạn nhớ được cái tên của cái effect đó, thì các bạn có thể, các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái panel nhanh để mà thêm bớt effect đây, chính là cái effect and reset. Ok, ví dụ như ở đây nó sẽ chứa cái danh sách tất cả các effect giống hệt như cái menu này. Thì thao tác trên menu thì chữ test nó to hơn, chúng ta dễ nhìn, còn thao tác ở đây chủ yếu là trường hợp các bạn để nhớ luôn cái tên effect, các bạn sẽ gõ trực tiếp vào trong đây. Ví dụ như là level. Đấy, các bạn thấy ra rất là nhiều, các bạn cứ chọn nó. Sau khi các bạn chọn á, các bạn nắm nó, các bạn kéo thả lên cái item là nó sẽ được áp vào. Đấy. Đấy. Bây giờ tôi vừa áp vào một cái effect là cái level này để tăng sắc nét này, cái đồ cho cái hình ảnh. Đấy. Ok. Trong trường hợp các bạn không tìm thấy cái panel effect and reset này thì như tôi đã nói trong cái video 1, các bạn cứ click vào window, tìm cái tên của nó, bấm vào nó sẽ hiện ra. Thì các cái panel này các bạn có thể đóng bớt hoặc là tùy chỉnh sử dụng như thế nào là tùy ý các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ muốn tìm lại nó thì phải vào Windows tìm đúng cái tên, nó bấm phát nó sẽ hiện ra. Ok, thì đến đây cái video này xem như đã là kết thúc. Thì chúc các bạn thực hành thành công, các bạn chịu khó thực hành cái video này thật nhiều, thử thật nhiều cái effect khác nhau để giúp cho các bạn khá là nhiều cái hữu ích trong các cái video tiếp theo. Trong video số 3, tôi sẽ hướng dẫn với các bạn cái việc mà bắt đầu chúng ta sẽ ghép cảnh khác. Tức là tôi sẽ kết hợp hai cái video khác nhau. Một cái video chứa hình ảnh con người và một video chứa hình ảnh cảnh sát, tôi sẽ ghép nó lại với nhau. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.